Ừ đúng rồi. Yeah. Trò chơi này cần rất nhiều kỹ năng. Wow. Wow. Vậy đó là thứ mà đội tôi không có. Và chúng ta chơi tiếp sức. Đây, có con đường nó đi rất là dài dòng và nó rất là phức tạp. Các chị em chú ý, một người sẽ ẵm một người quăng qua đây. Quăng qua hả? Đúng vậy. Đấy băng là nó cái chữ vậy thôi, nhưng mà thật sự là đưa lên phóng qua cho nó nhẹ nhàng. Không, em quăng. Ok, đồng ý. Sau đó, cõng người mới quăng ra. Mà chương trình cũng rảnh ha. Sao không cõng từ đầu mà quăng qua rồi mới cõng người ta. Biết anh hả? Bị sao? Cái cây làm chướng ngại vật. Rớt cái cây làm lại. Cõng rồi xong đi qua cái thảm gai này. Đó. Đi qua thảm gai xong. Lúc đó mệt rồi. Thả người xuống. Hai đứa làm sao làm? Không được dùng tay. Bể một quả bóng. Là cầm trái bóng ra để xuống hả? Không được dùng bể tay luôn. Bể luôn. Trái bóng. Hiểu rồi, nhưng mà làm bể trong đó hay là ở ngoài đây? Bể ở đâu được, đi sau cây bùm là được. Ok. Sau đó về vị trí này. Mỗi người đội một cái nón, không dùng tay. Làm sao cái nón dính vô đây. Rồi xong, chạy về vạch đích thì cặp tiếp theo mới được chơi tiếp. Trời ơi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đội này có thể là một cặp xong chơi xong nghỉ, cặp kia chơi tiếp. Còn là đội này. Ủa, bạn phải hỗ trợ bên tôi chứ. Không phải, hồi nãy anh nói này. Đâu. Anh cười bên tôi. Bên tôi cần bạn lúc này. Rồi ai đưa cho bạn giám khảo? Đúng không? Ai mà đứng đây coi. Vậy là đội tôi thiệt rồi. Tôi yêu cầu một khán giả lên đây chơi với chúng tôi được không ạ? Ô, thôi anh Giang phải phụ mình chứ. Và chúng ta sẽ đấu hai hiệp. Tính thời gian 2 phút. Đội nào mà gắn được nhiều cái nón lên trên, cái xà trên đó sẽ trở thành. Mời vào vị trí. Bây giờ chúng tôi quy định đội của Lan Ngọc là nón màu vàng bên phải, đội của Tiến Luật là nón màu đỏ bên trái, và đội Tiến Luật là bóng mập xanh. Bóng còn lại là của đội Lan Ngọc. Đồng ý chưa? Ai làm á? À ha, em đọc gì vậy? Không tập trung thôi, đừng mắc nữa, mệt quá. Đội của Tiến Luật là nón màu đỏ bên trái. Đứng lên cái vai được không? Là sao? Mình màu gì? Để chị màu gì vậy chị? Xanh. Nói lại lần nữa đi. Tụi tôi thiệt thòi đủ đường rồi. Không phải. Đã tuổi ta đã có tuổi. Bóng màu đồng. Một cái đội mình tuổi tôi luôn. Nón màu vàng là của đội Lan Ngọc, còn lại là của đội Tiến Luật. Mình màu đỏ và màu xanh. Đây đúng không? Nhảy lên hả? 2, 3. Lên em. Chị ơi chú. Chị đỡ em. Đỡ lên. Mẹ đi. Mẹ đập, mẹ đập. Đi. Ủa đứng lên hả? Đứng em. Dính. Bông thấy quá. Em nói lại anh đừng thấy quá. Ừ, ra đi. Vậy chị đỡ em nha. Chị đứng lại. Đúng rồi Ti. Leo lên vai ảnh. Leo sao? Bắn ơi.
Rồi. Dám làm tiếp đi, làm tiếp đi. Cầm đây, cầm đây. Trời ơi, lên vô, lên vô. Mình một. Lên vô. Đi, quăng qua luôn. Đi. Em cẩu anh. Thôi đây em cẩu anh. Thôi. Lên đi. Có màu xanh, có màu xanh. Nhồi xuống. Rồi, đi, vô, vô. Nhúng đi, nhúng đi. Đi, đi. Anh lật bếp. Cái bếp được ngân á. Giống bên kia kìa. Rồi. Mệt không? Mệt rồi, bé đâu có đợi. Chưa. Đó của mình á. Rồi. Hiện tại lực lượng có một sự tương phản không hề nhẹ. Dạ, chúng tôi đề nghị đưa bình oxy vô đi ạ. Dạ, trong cái đợt chị dạ bên đợt anh Luật. Không hỏi đâu vậy. Quá vậy. Một cái nhóm mà có tuổi cộng năm sinh lại. Thì có đứa anh uống, đàn ông không có nhà. Anh Luật bé chị Kỳ với lại Ngân qua luôn á hả? Không, tự đứng lên vai xong rồi đứng là cái nhảy qua đó. Cái lúc đứng không mệt mà cái lúc mà nó nhúng nó nhảy qua đó em. Em nghĩ nên chơi một hiệp thôi, thấy tội anh Lực quá. Anh muốn chơi hiệp nữa không? Thôi. Mà đội bên này toàn là nam thanh niên cao to lực lãm. Bạn này cũng mỏng nữa. Mỏng nữa xuống. Một mình bên đây mỏng đi. Cao nữa. Trời ơi. Mà nếu mà so giày giày cơm sáu muối đồ sao bằng bên này được. Này là cô non rồi. Kinh nghiệm mình rất sao chịu nổi. Thì anh Giang vô hỗ trợ đi. Tôi nghĩ là cái này nó bị bất công với đội của tôi. Đúng. Không thì bây giờ bây giờ mình chỉ chọn ra hai người. Một đội chạy lên chạy về, chạy lên chạy về thôi à. Rồi. Thì đâu có. Có nghĩa là bên lúc đầu bắt cặp á là mình đã thấy là mở bài là đã thua rồi. Mở bài là đã thua rồi. Trời ơi. Mở bài đã thấy thua rồi. Nhưng kinh doanh ta tính như vậy sợ không? Đây, đang hai đứa có tiềm năng. Thưa quý vị thân mến, bây giờ vậy. Bây giờ để cho nó công bằng, Vinh phải nghỉ ngơi. Rồi tôi sẽ hỗ trợ cái lúc mà đẩy lên để dán cái nón lên trên cái kia được không? Ủa sao vậy? Bên em cũng đang nghỉ rồi. Ủa dạ? Rồi vậy thôi. Không, tại vì thật ra là em đứng cũng như không mà. Em đứng như có lệ đủ hết cái màu sắc chương trình thôi. Chứ cái môn này không có môn nào em dính hết á. Anh hỗ trợ dùng bên em đi. 3, 2, 1, go! Nữa hả? Hay quá. Đỡ em. Đỡ. Dạ. Ủa trời, nó nhanh quá vậy trời. Nó nhanh quá. Ê, sao dùng tay? Ủa dùng tay mê dùng tay dùng bóng thì không được. Dùng tay dùng bóng kìa. Đập đập. Rồi. Đó, y chang vậy đó, được. Anh Giang. Anh Giang. Để lên. Kìa có chuyện kìa. Rớt rồi. Chuyện sàn. Ủa vậy đây. Ok, được rồi. Đưa cái nón cho em, Lợi thế. Nè, tiến lực. Mọi người một cái. Không được. Rồi, giờ qua đây, em xuống, xuống. Lên. Rồi, chậm, lên từ cái cũ. Đứa nào đây? Anh chị, đứa nào đây? Hai. Ôi. Ra luôn, đúng rồi. Hai. Lại vậy? Ghê quá. Đó, nhanh lên. Chị Kỳ, nhanh lên. Thôi, có thể ảnh chị dùng qua được không, Betty? Không, phải đổi người, đừng có đi nữa. Đổi người. Đầu gối, nhẹ. Kìa. Vô. Đúng rồi. Từ từ. Không, phải cái tay này tự lăn nè. Rồi, lúc lại luôn. Rồi, dắt luôn. Ủa sao đội kia chơi gì vậy? Nhảy đây, nhảy đi. Nhảy mình đi, nhảy ra. 1, 2. Thôi thì em mất luôn nha. Bực vậy. Chị Kỳ, lên đây, đỡ em đi. Thôi, Dụ Duyên, em cho đi lên trên. Ủa, gì kỳ vậy? Gì anh Duyên? Không cho cái đó. Cái cậu kia nó tự rớt mà. Rồi, chị đỡ ST nữa, đỡ ST. Đỡ gì nổi, đỡ ST. Vô đi, tính đi, vô. Không được, tay kia rớt lại. Kè thấp xuống chứ anh Lực. Thấp xuống. Rồi. Hay quá.
đi. Cái nón này của em nữa, sao anh làm bay ra ngoài rồi? Để anh làm cho hai cái đó luôn á. Trời ơi, sao hay vậy Ngọc? Ủa anh đi mới hai lần chứ mấy. Vô chỉnh cái này mềm. Rồi, đưa luôn, đưa luôn, đưa luôn, đưa luôn, ngồi đó đi, ngồi đó đi. Nè, không được, không được, để tôi, xuống, xuống, để tôi. Không, dạ. Chưa, chưa. Lên chân rớt chứ. Hãy lên anh. Ok. 1, 2. Đừng gãy nha. Đưa đầu vô kia. Đưa đầu vô kia. 1, 2. Chưa, chưa, lại, đây đúng rồi. 1, 2. Rồi, xuống anh lần. Chưa. Đi nữa. Rồi, rồi, lại. Một. Mệt quá. Anh giờ rớt rớt xuống à. Như vậy là thưa quý vị, công bố luôn, đội màu cam thắng, đội màu xanh thua.